ba cái chết bí ẩn cùng một thủ đoạn gây án tàn nhẫn của đối tượng đã gây hoang mang dư luận, đặc biệt là những người hành nghề xe ôm tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ban đêm và nơi vắng vẻ, rất là manh động, rất là táo bạo. Ban chuyên án dễ dàng xác định hung thủ của ba vụ án phải là người địa phương, nhưng hành trình lần tìm dấu vết của kẻ sát nhân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiếp tục tập trung vào vụ thứ hai rồi thì nó xảy ra vụ thứ ba, vũ khí sắc nhọn đâm vào vùng cổ một đối tượng gây án phải là người địa phương. Dấu son chiến công cho công an tỉnh Tiền Giang, đấu tranh liên tiếp rất là khẩn trương, hết sức tỉ mỉ, quyết tâm và bằng mọi cách phải điều tra khám phá. Ngày 16 tháng 10 năm 2014, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo về một cái chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu phố 3, phường 9, thành phố Mỹ Tho. Ngay lập tức, đội khám nghiệm hiện trường thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Tiền Giang nhận lệnh xuất phát. Hiện trường là một khu vực đất mềm, vắng vẻ, xa khu dân cư khu phố 3, giáp ranh với khu tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh. Thi thể tại hiện trường là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, trên người có hàng chục vết đâm ở vùng cổ và ngực. Hiện trường để lại cho thấy trước khi bị sát hại, nạn nhân đã giằng co quyết liệt cùng hung thủ. Nhiều khả năng đối tượng đã lấy tài sản của bị hại là một chiếc xe gắn máy rồi rời khỏi hiện trường. Mở rộng hiện trường khám nghiệm, đội điều tra phát hiện một con dao Thái Lan cán màu vàng nghi là hung khí gây án. Về cái dấu vết để lại trên người tử thi thì chúng tôi nhận định đây là những cái dấu vết có bờ mép sắc gọn và có hình dáng rõ. Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Tuấn, bị sát hại trước khi tử thi được phát hiện 8 tiếng đồng hồ. Tài sản bị mất cắp là chiếc xe gắn máy, phương tiện hành nghề của bị hại gắn số này. Với Thượng tá Phan Tấn Ca, nhiệm vụ hàng đầu lúc này là phải bắt cho bằng được hung thủ, trả lại sự công bằng và bình yên cho xã hội. Ông không giấu được sự lo lắng của mình, bởi một tháng trước đây, cũng tại địa bàn thành phố Mỹ Tho, một vụ án giết người cướp tài sản cũng đã xảy ra. Và cho đến nay, hung thủ vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hiện trường vụ án là một khu vực vắng vẻ tại ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, cách không xa hiện trường vụ án một tháng sau đó. Cả hai vụ án cũng có nhiều điểm tương đồng về địa hình, địa vật và hành vi gây án của đối tượng. Nạn nhân trong vụ án này bị hàng chục vết dao đâm chí mạng vào vùng cổ, ngực, bụng và lưng. Là về hiện trường thì để lại những cái nhiều cái vùng máu lon lỗ nhỏ giọt và bung té nằm dính khắp mặt đường. Đội kỹ thuật hình sự cũng nhanh chóng đưa ra những kết luận quan trọng. Cũng giống như nạn nhân sau đó một tháng, anh Trần Thanh Trung tử vong do mất máu cấp. Thời gian bị sát hại là nửa đêm về sáng ngày 10, ngày 11 tháng 9 năm 2014. Chị Thanh Nga, vợ của bị hại cho biết, bên cạnh chiếc xe máy làm phương tiện đi lại bị mất khỏi hiện trường, anh Trung còn sở hữu một chiếc điện thoại iPhone 5 màu trắng. Vốn là người cẩn thận, anh Trung luôn cài mã khóa trên điện thoại của mình. Chị Nga thông tin thêm, chồng chị là người đồng tính, hay nhận các show ca nhạc về đêm
và có nhiều mối quan hệ tình cảm với các thanh niên trẻ. Từ cái dấu vết để lại của vụ án thứ hai trên người nạn nhân thì nó tương đối là giống nhau về mặt dấu vết hình dáng của vụ thứ nhất. Xác định hai vụ án giết người cướp tài sản nghiêm trọng trên là do một đối tượng gây ra, bàn chuyên án được xác lập, các hướng điều tra nhanh chóng được triển khai. Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động toàn bộ lực lượng ngày đêm bám sát tại các khu vực bến xe, bến tàu, các tụ điểm vui chơi giải trí để bảo vệ an toàn cho những người hành nghề buôn bán xe ôm, đồng thời tiến hành kiểm tra hành chính đối với những người có hành động đáng nghi ngờ. Thứ hai nữa là phối hợp với các lực lượng cảnh sát hình sự, công an các địa phương trong và ngoài tỉnh, đồng thời là gọi là thông báo tuyên truyền rộng rãi là tận cái quần chúng địa phương để mà là kêu gọi cái tinh thần đề cao cảnh giác rồi là tố giác. Mặt khác, đội kỹ thuật hình sự sẽ tiếp tục làm rõ các mẫu tóc, mẫu da thu thập được từ nạn nhân Lê Văn Tuấn. Nhận được tin báo từ nhân chứng Lệ Duyên trên đường tập thể dục buổi sáng, trực ban đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nhanh chóng chuyển thông tin đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang. Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng công an huyện và công an thị trấn Chợ Gạo triển khai phong tỏa bảo vệ hiện trường. Do vết thương quá nặng, bị hại đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu. Trong sự bàng hoàng của mọi người, lại thêm một cái chết gây rúng động. Hung thủ gây án là rất là manh động, là dùng cái hung khí gây án là có vật nhọn, sắt. Thì ở đây chúng tôi nhận định đây là hung khí sẽ dùng một con dao mũi nhọn và có cùng loại để gây án trên 3 vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ở trên địa bàn. Tiếp tục tập trung vào vụ thứ hai rồi thì nó xảy ra vụ thứ ba. Sau 3 giờ khám tử thi, nguyên nhân tử vong và nhân thân của bị hại đã được làm sáng tỏ. Nạn nhân hành nghề xe ôm, bị mất tài sản là chiếc xe gắn máy. Cũng giống như hai nạn nhân trước, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Trên người có nhiều vết đâm sắc nhọn, vùng cổ, bụng và lưng. Thách thức một lần nữa lại được đặt ra cho ban chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang. Mà phải nói trên địa bàn Tiền Giang trước nay chưa lần nào mà nó xảy ra mà trong chỉ trong một tháng mà hơn một tháng mà liên tiếp 3 vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Một tổ điều tra của ban chuyên án kết hợp cùng công an huyện và công an thị trấn Chợ Gạo trở lại hiện trường. Hiện trường là khu dân cư mới Long Thạnh Hưng, thuộc ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, nơi giáp ranh với trung tâm và các huyện vùng ven thành phố Mỹ Tho. Long Hưng Thạnh. Chỉ cái từ này á, là chỉ có người địa phương là mới biết. Đối tượng gây án chắc chắn là phải người địa phương am hiểu về địa bàn mấy điều nạn nhân đến địa bàn đó để gây án. Những nơi xảy ra vụ án là nằm trên một tuyến đường ở nông thôn, đó là rất là ít người qua lại. Kết hợp với 3 vụ án mạng xảy ra chỉ trong vòng hơn 1 tháng, giả thuyết đối tượng là người địa phương càng được sáng tỏ. Bán kính của 3 hiện trường kéo dài chưa đến 1 km,
hung khí và cách gây án của hung thủ rất nhiều điểm tương đồng. Là ba nạn nhân đều chết đó, là có cùng một cái hoàn cảnh, là ví dụ như là đồng tình điển ái hoặc là hành nghề xe ôm, thì đều có những hoàn cảnh khó khăn. Cùng lúc này, ban chuyên án đã có manh mối mới cực kỳ quan trọng. Chiếc xe gắn máy của bị hại Trần Thanh Trung đã được tìm thấy tại một tiệm xe cũ. Nhân chứng nhanh chóng xác nhận đối tượng bán lại cho mình chiếc xe máy vẫn còn nhiều vết máu này. Cùng lúc này, tổ điều tra của công an huyện Chợ Gạo cũng tìm gặp được những nhân chứng là người dân tại khu dân cư mới Long Hưng Thạnh. Và có người đã nhìn thấy bị hại Trần Văn Lê tiếp xúc với đối tượng chỉ 30 phút trước khi người chạy xe ôm vắng số này bị sát hại. Tiếp nhận các thông tin từ những nhân chứng, nghi can số 1 của 3 vụ trọng án đã được khoanh vùng. Đó là Nguyễn Hoài Nam, thường trú tại xã Long Bình Điền, khu vực đã xảy ra vụ án thứ 3. Nam đã bỏ nhà đi hoang từ hơn 3 năm nay, gia đình cũng không biết hiện giờ y ở đâu, làm gì. Đối tượng này là dạng đối tượng hình sự ở địa phương, không nghề nghiệp, và hiện tại trong thời điểm đó thì đã bỏ địa phương đi. Nhưng mà khi mỗi lần khi về địa phương thì đại khái là có vẻ là cái ăn xài nó hơi là hơi phung phí. Thông tin quan trọng về đối tượng tình nghi số 1 Nguyễn Hoài Nam được nhanh chóng chuyển về ban chuyên án để mở rộng thêm các hướng điều tra mới. Một ngày sau, thêm một thông tin xác tín Nguyễn Hoài Nam là hung thủ của vụ án này. Chị My cho biết, cách đây 2 ngày, chị có gặp Hoài Nam trong một lần đối tượng đến quán dùng nước. Thái độ của Nam khiến chị My không thể không chú ý. Chị My nhớ rõ, Nam loay hoay tìm cách mở mật khẩu chiếc điện thoại iPhone 5 màu trắng trong suốt thời gian dùng nước tại đây. Và đối tượng đã dùng một chiếc điện thoại khác để liên lạc với một người phụ nữ. Địa điểm hẹn gặp là tại tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình mà nó ở sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nó có cái có người dân người ta cung cấp là nó có cái quan hệ với một bạn gái ở là tỉnh Ninh Thuận. Chỉ với một thông tin duy nhất là đối tượng có khả năng đến Ninh Thuận, ban chuyên án kết hợp ngay với công an tỉnh Ninh Thuận lên kế hoạch tác chiến. Hai tổ trinh sát tại Tiền Giang nhanh chóng xuất kích với nhiệm vụ phối hợp cùng công an tỉnh Ninh Thuận quyết tâm bắt bằng được Nguyễn Hoài Nam. Và đúng như nhận định của ban chuyên án, hung thủ Nguyễn Hoài Nam đã xuất hiện tại Ninh Thuận, dùng đất của cát, nắng và gió. Sự trợ giúp của công an địa phương, tổ trinh sát đã tiếp cận được một tiệm chuyên mua bán điện thoại di động. Và tại đây, ban chuyên án đã tìm được vật chứng quý giá. Đó là chiếc điện thoại di động iPhone 5 màu trắng của bị hại Trần Thanh Trung. Và nhân vật tiêu thụ chiếc điện thoại này chính là Nguyễn Thị Thu, một người phụ nữ đã có gia đình và cũng là nhân tình của Nguyễn Hoài Nam. Tại cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Thuận,
Đối tượng Thu khai nhận quen biết Nguyễn Hoài Nam khi cả hai cùng làm nhân công cho một xí nghiệp tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2013. Dù không còn làm chung với nhau, nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ. Nam đã nhiều lần ra Ninh Thuận gặp gỡ tình nhân của mình. Mỗi lần gặp nhau, cả hai cùng hẹn hò tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Lần nào, Nam cũng tặng người yêu một số tiền lớn. Riêng lần gặp nhau gần đây nhất, Nam có tặng cho chị Thu một chiếc điện thoại iPhone 5 màu trắng. Vì không bẻ được khóa, nên Nam bảo Thu bán kiếm tiền mà tiêu xài. Và đó là chiếc điện thoại của nạn nhân vụ án thứ nhất Trần Thanh Trung. Đối tượng Thu khai nhận hoàn toàn không biết Nam đã thực hiện hành vi giết người để có được số tài sản trên. Thu hứa sẽ hợp tác, hỗ trợ với cơ quan điều tra để sớm bắt được kẻ sát nhân Nguyễn Hoài Nam. Tại phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Tiền Giang, các mẫu tóc trên tay bị hại Trần Thanh Trung cùng dấu vân tay trên cán dao trong vụ án thứ hai cũng đã được làm rõ. Như vậy, những hành vi gây án của hung thủ Nguyễn Hoài Nam đã có thể được làm sáng tỏ. Chiều tối ngày 10 tháng 9 năm 2014, Nam gặp anh Trung, biết anh là người đồng tính. Hung thủ chở anh đến đường Kênh Nổi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho để tâm sự. Tại đây, Nam đã rút dao đâm chết anh, mở cốp xe lấy các loại giấy tờ tùy thân cùng điện thoại iPhone 5 màu trắng. Sau đó, đối tượng rời bỏ hiện trường, mang chiếc xe gắn máy của bị hại đem bán. Chiều tối ngày 15 tháng 10 năm 2014, Nam ra đường đứng gần nhà trọ, mục đích là tìm người gây án. Tại đây, hắn đã gặp anh Lê Văn Tuấn, hành nghề chạy xe ôm. Nam đã hướng dẫn anh Tuấn chạy theo hướng từ thành phố Mỹ Tho về phường 9 qua quốc lộ 50, quẹo vào khu tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh. Đến một khu vực vắng vẻ, đối tượng yêu cầu anh Tuấn dừng xe, rồi giả bộ gọi điện thoại, bảo anh Tuấn chịu khó đợi người thân đến đón y. Lợi dụng lúc anh Tuấn mất cảnh giác, Nam đã thực hiện hành vi của mình. Khi rời bỏ hiện trường, đối tượng đã ném con dao gây án xuống con kênh gần đó. Sau đó, Nam lấy tài sản của bị hại rồi đem đi tiêu thụ. Năm ngày sau, rạng sáng ngày 19 tháng 10 năm 2014, hung thủ gặp anh Lê, nhờ anh chở đến khu dân cư mới Long Thạnh Hưng, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Cũng bằng thủ đoạn giả bộ gọi điện chờ người thân để kéo dài thời gian. Lợi dụng lúc anh Lê mất cảnh giác, Nam lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào bị hại, rồi cướp xe rời khỏi hiện trường. Với đầy đủ chứng cứ trong tay, sau 40 ngày điều tra, giờ C đã điểm với ban chuyên án. Sau hơn một tháng gây án, đối tượng Nguyễn Hoài Nam đã bị bắt giữ và di lý về Tiền Giang.
Tại cơ quan công an, lúc đầu Nam nhất quyết không khai nhận bất cứ điều gì và còn tỏ thái độ bất hợp tác với các điều tra viên. Thì nó rất là ngoan cố, nó không hợp tác. Lực lượng điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm đấu tranh liên tiếp thì bắt đầu nó mới thừa nhận. Nhưng với những bằng chứng thuyết phục, đối tượng cuối cùng cũng đã phải thừa nhận hành vi của mình, đúng với những giả thuyết đưa ra của ban chuyên án. Thì đối tượng Nguyễn Hoài Nam tâm sự là trong quá trình gây án thì đối tượng này là cũng có một sự diễn biến tâm lý rất là phức tạp. Sau khi gây ra vụ án giết người thứ nhất và vụ án giết người thứ hai thì Nguyễn Hoài Nam rất là hoang mang, rất là lo sợ. Nhưng mà Nguyễn Hoài Nam trấn tĩnh trở lại trong cái vụ án thứ ba và Nguyễn Hoài Nam hoàn toàn tỉnh táo và ra tay rất là cương quyết giết hại nạn nhân. Với tình trạng giống như là vô thức. Nam khai nhận thêm, trước khi đem tài sản đi tiêu thụ, để tránh bị nghi ngờ, đối tượng chỉ giữ lại tiền, điện thoại, giấy đăng ký xe của bị hại, còn các đồ vật, giấy tờ khác của ba nạn nhân, Nam đều dứt bỏ gian đường trên những lộ trình tội ác của mình. Và đồng thời khi bắt giữ được Nguyễn Hoài Nam thì Nguyễn Hoài Nam cũng là thừa nhận là nếu không bắt giữ được Nguyễn Hoài Nam thì Nguyễn Hoài Nam sẽ tiếp tục gây ra những vụ giết người khác để cướp tài sản. Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản. Bị cáo là Nguyễn Hoài Nam, sát thủ liên tục giết ba mạng người, cướp tài sản trong vòng 40 ngày, gây chấn động dư luận. Tưởng Nam, bị cáo Nguyễn Hoài Nam, tên thường gọi là Bối, tử hình về tội giết người, 18 năm tù về tội cướp tài sản. Ở một hình phạt, bị cáo Nam phải chấp hành hình phạt chung cho hai tội là tử hình. Một bản án thích đáng dành cho kẻ sát nhân. Vụ án đã trở thành kinh nghiệm điển hình trong công tác nghiệp vụ của cơ quan cảnh sát điều tra năm 2014 và cũng trở thành vụ án kinh điển trong lịch sử phá án phòng chống tội phạm của công an tỉnh Tiền Giang.